kinh hoàng 11 tháng mới làm được một cái video. Thôi bắt đầu luôn nhỉ. Đầu tiên mình xin phép nói qua một chút Costco là gì. Costco tên đầy đủ là Costco Wholesale Corporation, là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, điều hành một chuỗi các câu lạc bộ bán buôn chỉ dành cho các thành viên. Tức là chỉ những người mà đã đăng ký thẻ thành viên của Costco thì mới có thể mua hàng tại đây. Costco là một trong những nhà bán lẻ lớn nhất thế giới về thịt bò, các loại thực phẩm hữu cơ, thịt gà quay và rượu vang. Tại Costco mọi người có thể mua được nhiều mặt hàng từ đồ điện tử, quần áo, giày dép, đồ gia dụng, nội thất, vân vân. Và đặc biệt là các loại thực phẩm như bánh mì, thịt, cá, trứng, sữa, đầy đủ hết, với số lượng rất lớn và giá cả cũng rất phải chăng. Hiện nay trên toàn nước Nhật chỉ có 33 kho hàng ở Costco, và phần lớn tập trung nhiều ở vùng Kanto, tức là quanh khu vực Tokyo. Các kho này thì thường là rất lớn, cần nhiều diện tích, cho nên thường nằm xa khu dân cư, không tiện cho việc di chuyển bằng tàu cho lắm. Mọi người nếu có ô tô thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Bên cạnh đấy thì đồ của Costco rất là to ấy, nếu có ô tô trở về thì sẽ tốt hơn. Ở Costco còn có một đặc sản nữa là xoài, thường sẽ bán một thùng, một hộp, có 6 quả. Tính ra mỗi quả chỉ tầm hơn 200 yên một chút, rẻ hơn rất nhiều so với siêu thị nếu mà cùng chất lượng. Tiếp theo mình sẽ nói về các loại thẻ thành viên của Costco. Ở Costco có hai loại thẻ thành viên chính dành cho cá nhân là thẻ Gold Star Member và Executive Member. Thẻ Gold Star Member có mức phí đã bao gồm thuế là 4.840 yên một năm, còn đối với Executive Member là 9.900 yên một năm. Tức là bạn phải bỏ thêm 5.060 yên trên một năm nếu muốn nâng hạng từ Gold Star lên Executive. Cả hai loại thẻ này đều có thể sử dụng để mua hàng tại các kho cũng như sử dụng dịch vụ mua sắm online của Costco. Tuy nhiên, đối với thẻ Executive bạn sẽ có thêm đặc quyền, đó là được tích điểm dựa trên hóa đơn và nhận thêm các ưu đãi giảm giá khác mà thẻ Gold Star không có. Rõ ràng đắt hơn lại. Vậy bạn nên đăng ký loại thẻ nào? Tất nhiên là nếu muốn sử dụng dịch vụ cũng như mua hàng ở Costco thì chỉ bạn phải đăng ký thành viên với mức phí thấp nhất là 4.840 một năm, tức là Gold Star Member, là cái thẻ trắng này này. Tuy nhiên nếu như bạn không mấy khi mua đồ ở Costco hoặc là bạn không có điều kiện để đi lại kiểu nó xa quá ấy, thì bạn cũng có thể đi ké với bạn bè hoặc người thân có thẻ Costco. Mỗi thẻ sẽ dắt được theo thêm 2 người nữa. Tuy nhiên đối với trẻ em dưới 18 tuổi thì có thể dắt theo bao nhiêu người cũng được. Cách này có một ưu điểm to lớn là bạn không phải đóng phí thành viên hàng năm. Tuy nhiên bạn sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào người dẫn bạn đi. Và ngược lại, nếu bạn thường xuyên mua hàng ở Costco hàng tháng hoặc thậm chí hàng tuần thì bạn nên đăng ký thẻ Executive. Khi bạn đăng ký thẻ Executive, bạn sẽ nhận được 2 túi đựng đồ giữ lạnh của Costco, một túi to và một túi nhỏ như thế này. Và hàng năm bạn sẽ nhận được coupon giảm giá đặc biệt một số mặt hàng chỉ dành riêng cho thành viên Executive. Đặc biệt ưu đãi nhiều nhất là vào dịp Giáng sinh và cuối năm. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được giảm giá khi sử dụng một số dịch vụ ngoài liên quan như Home Security, khám sức khỏe hay là làm thẻ ETC. Và quan trọng nhất là bạn sẽ được reward hoàn trả lại 2% point. Point này sẽ được tính trên tổng hóa đơn mà bạn đã thanh toán tại Costco từ mùng 1 tháng 1 đến 31 tháng 12, sau đó được trả vào tài khoản Costco của bạn vào tháng 2 năm tiếp theo. Cần lưu ý rằng point này chỉ được dùng ở Costco và sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 cùng với năm mà bạn nhận được point. Bây giờ mình làm một phép tính nhé. Giả sử mỗi năm bạn chi 28 man 2 sen 900 yên, tức là vào khoảng 2 man 3 sen 575 yên một tháng tại Costco, thì bạn sẽ được hoàn trả lại 5.658 point. Nếu như bạn kết hợp sử dụng với thẻ Costco Global để thanh toán thì sẽ được hoàn thêm 1.5% point, tức là 4.243 point nữa. Cộng vào là sẽ có 9.901 point tương ứng với 9 sen 901 yên. Vậy xem như bạn đã bù lại được phí thành viên hàng năm rồi. Với Gold Star Member thì sẽ không được nhận lại point gì cả. Tuy nhiên nếu làm thẻ Costco Global và thanh toán qua đó thì sẽ được hoàn trả lại 1.5% point. Và để được hoàn lại point bằng với phí thành viên là 4.840 yên, thì mỗi năm bạn sẽ cần phải chi tại Costco số tiền là 32 man 2 sen 666 yên, tức là vào khoảng 2 man 6 sen 888 yên một tháng. Như vậy là để được hoàn lại hết phí thành viên hàng năm thì Gold Star Member sẽ phải chi nhiều hơn so với Executive Member, đâu đó trung bình khoảng hơn 3.000 yên mỗi tháng. Do đó, nếu như bạn quan ngại đến phí thành viên hàng năm thì bạn nên đăng ký thẻ Executive kết hợp với thanh toán bằng thẻ Costco Global thì sẽ có lợi hơn. Thẻ thanh toán Costco Global thì bạn có thể đăng ký làm tại tất cả các cơ sở của Costco. Cần chú ý nữa là thẻ Costco Global sẽ tự động trừ phí thành viên hàng năm, tức là phí cho thẻ Gold Star Member hoặc là phí cho thẻ Executive Member ấy, chứ không phải là phí duy trì thẻ Costco Global đâu.
Và nếu trong vòng 1 năm liên tục bạn không dùng thẻ để thực hiện bất kỳ một giao dịch nào, bạn sẽ bị phạt 1 sen 375 yên. Ngoài ra, nếu như bạn muốn tích point từ những lần thanh toán ở Costco và dùng cho các dịch vụ ngoài Costco, thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ Mastercard của những bên khác, tiêu biểu là của Rakuten. Với mỗi 100 yên thanh toán bằng thẻ Rakuten, bạn sẽ được tích 1 point, tương đương với 1% reward. Tuy điểm tích được không nhiều, nhưng bạn có thể dùng điểm đó cho các dịch vụ sản phẩm khác ngoài Costco. Thêm nữa là với số tiền thanh toán đó, bạn sẽ được nâng hạng và có thêm các ưu đãi khác từ phía Rakuten. Có một lưu ý nhỏ, đó là ngay cả khi bạn không có điều kiện chi tiêu nhiều Costco đi chăng nữa, nhưng nếu bạn muốn đăng ký thẻ thành viên thì nên đăng ký thẻ Executive Member luôn. Tại vì sao? Ví dụ, mình đăng ký thẻ Executive Member của Costco vào tháng 6 năm 2023. Ngay lập tức mình sẽ nhận được 2 túi đựng đồ giữ lạnh của Costco. Rồi mình tiếp tục mua hàng ở đó. Sau đó những hóa đơn mà mình đã mua từ lúc đăng ký thẻ cho đến tháng 2 năm 2024 sẽ được hoàn trả lại point tương ứng, và mình sẽ dùng point đó để mua hàng tiếp. Rồi đến khi chuẩn bị hết hạn thẻ, tức là trước tháng 6 năm 2024, mình có thể hạ cấp xuống thẻ Golden Member và sẽ được trả lại tiền phí chênh lệch giữa Executive Member và Golden Member. Và như vậy, trong vòng 1 năm đó mình được hưởng ưu đãi như Executive Member, nhưng chỉ phải trả phí như Golden Member thôi, còn có phần lời hơn vì có thể tiêu thêm phần point tích được trước đó nữa. Cần lưu ý là trước khi hạ cấp thì phải tiêu hết điểm, vì sau khi xuống thẻ Golden Member, toàn bộ điểm đã tích trên thẻ Executive Member sẽ bị vô hiệu hóa. Bạn có thể kiểm tra số point hiện có cũng như hạn sử dụng bằng cách vào mục My Costco trong app Costco trên điện thoại. Tổng kết lại, ta sẽ có một vài điểm cần chú ý như sau. Video này đến đây là hết rồi. Nếu bạn thấy video này có ích thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Ritokozaimasu.